Xin chào các bạn. Hôm nay Salon ô tô Hà Nội 1 lại về một số các chủng loại xe mới. Trước tiên tôi xin giới thiệu các bạn, tên tôi là Trịnh Văn Hùng, là chủ Salon ô tô Hà Nội 1, địa chỉ số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Nay cửa hàng của chúng tôi về một số các sản phẩm mới tôi giới thiệu các bạn để các bạn cập nhật, biết thêm một số các cái chi tiết về xe và các cái dòng xe. Nếu các bạn có nhu cầu mua các dòng xe của tại cửa hàng tôi, các bạn hãy liên lạc với tôi theo số điện thoại 0968680977 để tôi gửi đầy đủ chi tiết cho các bạn biết rõ hơn. Đây là một chiếc xe Lexus LX460 được sản xuất cuối năm 2015, màu trắng và nội thất màu nâu cà phê. Chiếc xe này được chủ đi rất là giữ gìn và cẩn thận. Xe rất là đẹp, cam kết với các bạn là không có đâm đụng, không có ngập nước hay tháo máy gì. Chiếc xe này hiện nay tôi đang chào bán với cái giá là 2.960.000.000. Rất mong các bạn có thể qua cửa hàng của chúng tôi để đi thử chiêm ngưỡng một chiếc Lexus LX460 sản xuất cuối năm 2015. Tôi giới thiệu các bạn đây là một mẫu thương hiệu khác, đó là thương hiệu của dòng Mazda của Nhật. Chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.5 được sản xuất cuối năm 2018, phiên bản full option. Chiếc xe này rất là mới và được chủ đi giữ gìn cẩn thận, xe rất là đẹp. Xe mới lăn bánh có hơn 3 vạn km. Chiếc xe này hiện tại tôi đang chào bán với cái giá là 789.000.000. Rất mong các bạn qua có thể đi thử và chiêm ngưỡng chiếc xe trên. Và tôi vẫn còn một chiếc xe này nữa giống y như này, cũng phiên bản 2.5, vẫn là mẫu Warren của 18 này rồi, nhưng mà nó sản xuất của cuối năm 2017. Tôi đang chào bán với cái giá là 765.000.000. Chiếc xe đó tôi đang gửi ở bên cửa hàng bên cạnh vì cửa hàng của tôi đang bị chật chỗ để xe. Tiếp theo tôi xin giới thiệu các bạn một chiếc xe dòng của thương hiệu Hyundai Santa Fe, phiên bản xe SUV 7 chỗ, máy dầu, bản full option, được sản xuất cuối năm 2020. Xe đi với cực ít, mới đi được có chưa đến 1 vạn km nha các bạn nhé. Cái xe này đi cực ít, rất là mới và giữ gìn cẩn thận. Xe biển tỉnh, nếu các bạn ở tỉnh thì giữ luôn cái biển này đi cũng là tốt thôi. Biển số rất đẹp, 22889. Chiếc xe này tôi đang chào bán với cái giá là 1.230.000.000. Rất mong các bạn có thể quan tâm tới chiếc xe này, hãy qua cửa hàng của tôi đi thử. Và tôi vẫn có một cái phiên bản này nữa là màu xanh, phiên bản 2021 màu xanh, và tôi đang gửi ở cửa hàng khác, mong các bạn có thể đến để đi thử. Nhưng mà chiếc đấy là máy xăng các bạn nhé. Còn đây giới thiệu các bạn, đây là một chiếc Kia Cerato phiên bản mẫu mới, được sản xuất cuối năm 2019. Chiếc xe là màu, ngoại thất là màu đỏ và nội thất là màu kem. Xe được chủ đi giữ gìn rất là cẩn thận, xe rất là mới. Chiếc xe này hiện nay tôi đang chào bán với cái giá 595.000.000. Rất mong các bạn qua cửa hàng của tôi để đi thử. Và tôi xin giới thiệu ông quay đưa ra đây để với hai chiếc xe ở ngoài này. Ở ngoài này tôi đây cái chiếc một chiếc xe Fortuner máy dầu, phiên bản này là phiên bản 2021, tôi vừa mới nhận đọc rồi. Nhưng tôi đang còn một cái là 2020, cũng là máy dầu một cầu và màu trắng giống y như này. Hiện nay tôi đang chào bán với cái giá là 1.030.000.000. Rất mong các bạn có thể qua cửa hàng của tôi đi thử chiếc Fortuner phiên bản 7 chỗ máy dầu một cầu. Và đây là một chiếc xe Merc. Đây là một chiếc Merc E300. Chiếc xe này cực kỳ mới luôn các bạn, xe mới đi được 9 vạn km, được sản xuất cuối năm 2013, phiên bản AMG các bạn nhé. Phiên bản này hàng rất là hiếm. Các cái đường nét của nó là góc cạnh và trông cái mặt ga lăng nó to, nó bè hơn với lại cái phiên bản chưa AMG nhá. Các bạn chưa AMG thì nó chào giá sẽ rẻ hơn. Chiếc xe này tôi đang đi đây, giữ gìn rất là được giữ gìn cẩn thận, chủ đi rất là giữ, và nội thất và vỏ xe, thân vỏ và máy rất là mới. Chiếc xe này tôi đang chào bán với cái giá là 820.000.000, có thương lượng với các bạn một chút, xe rất là đẹp.
Thế là qua cái kênh clip này, tôi xin giới thiệu với các bạn về các cái mẫu xe một nửa ở phía ngoài rồi. Tôi sẽ làm tiếp một cái clip tiếp theo là ở phía trong. Tôi sẽ làm một clip nữa để các bạn sẽ cập nhật đầy đủ các cái thông tin. Rất mong các bạn sẽ qua cái cửa hàng của tôi để được đi thử chiêm ngưỡng các cái mẫu xe và xem các kênh này và tìm hiểu các cái thông tin của xe, về mặt hàng xe của tôi. Mong các bạn đã qua cái kênh của tôi ghé thăm thì các bạn hãy like giúp cho tôi một lần nữa. Tôi xin trân trọng cảm ơn các bạn.